Trước đây, Cao Sơn là thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất xã Trà Sơn, thì nay đang trên đường xây dựng thành một ngôi làng văn hóa, điểm đến du lịch theo định hướng của huyện Bắc Trà My. Hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, hệ thống điện thắp sáng, nước sinh hoạt được kéo về tận làng, các nhà sinh hoạt văn hóa truyền thống ca dong được hình thành. Tất cả đã mở ra cơ hội phát triển cho người dân nơi đây. Nói chung bây giờ ở đây là nó thay đổi hơn ngày xưa rất nhiều. Đấy, đường trường trạm thì nói chung là nhà nước nó cũng hỗ trợ, với là nói chung ở đây thì giờ nó cũng tiến bộ với sáng hơn ngày xưa. Nói chung gia đình này thì cũng được nhà nước hỗ trợ hai con bò, với hai con bò giống, với là hỗ trợ thêm bà già thì hỗ trợ được 40, làm mấy nhà với vợ chồng bỏ ra thêm 200 nữa. Nguồn lực tổng thể từ các chương trình giảm nghèo, nông thôn mới, nghị quyết 30A đã mang lại diện mạo mới cho huyện miền núi Bắc Trà My. Các chính sách đầu tư đã tác động và làm thay đổi đời sống người dân rất nhiều. Người dân chung tay với chính quyền địa phương hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước hình thành nên các làng nghề, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tại đây. Và đầu tư cơ sở hạ tầng là một trong những cái kết nối vùng nhằm mục đích là để phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Cái cơ sở hạ tầng thì đường trường trạm thì rất là luôn được quan tâm. Tuy nhiên cái vấn đề là đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cái đường đi lại là một trong những vấn đề rất quan trọng. Và đặc biệt là các công trình nước là các vấn đề phục vụ dân sinh, và cái chúng tôi là quan tâm đến là phải phục vụ được 95% người đồng bào dân tộc thiểu số phải có nước sinh hoạt. Hiện nay ở huyện Bắc Trà My, 100% xã có điện lưới quốc gia, đường ô tô đến trung tâm 13 xã, trạm y tế, trường học đã được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90% tổng số hộ dân. Đó là những con số biết nói cho nguồn lực đầu tư của Trung ương, tỉnh dành cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở Bắc Trà My. Và chặng đường 2022-2026, tầm nhìn đến năm 2030, khi nghị quyết 88 của Quốc hội được đầu tư, khu vực miền núi Bắc Trà My sẽ tiếp tục có những thay đổi vượt bậc. Đời sống của hàng ngàn đồng bào thiểu số sẽ ổn định, phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần.